Chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Chuyện Họ Chuyện Mình. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Như thường lệ, Như sẽ đồng hành cùng với một người bạn của mình và những khách mời đến đây, họ sẽ có những vấn đề mà mang đến cho Như, cũng như là mong là quý vị khán giả có thêm những câu chuyện cho đời sống của mình thêm thú vị. Mục đích cuối cùng của chúng tôi đó là muốn mang cho quý vị những giây phút thật sự thoải mái, và xin trân trọng kính mời. Thương mời, lo sợ hoang mang mời diễn viên Hữu Đặng. Chào mọi người. Chào mèo. Đặng ơi, bị sợ đó Đặng. Cái gì vậy? Bị sợ đó. Sao vậy? Đặng, tại vì chị có nói với chương trình là nếu như mà có Hữu Đặng thì bữa đó cho chị bệnh. Ủa sao vậy? Tại chị sợ á, tại vì chị diễn với em giờ lần nào chị cũng bầm mình hết á, chị bị sợ á. Ôi, em có làm gì đâu. Ủa Đặng ơi. Dạ. Yeah. Là cái này là cái tháng của em hay sao vậy Đặng? Tháng 7 hả chị? Không có, tháng số 7 là số hên của em. À vậy hả? Dạ. Chị tưởng là em là đại diện cho tháng 7. Dạ, Hữu Đặng xin chào thân thương toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Chuyện Họ Chuyện Mình. Dạ, và ngày hôm nay dạ có thêm một người bạn sẽ cùng lan tỏa những năng lượng tích cực đó cùng với Hữu Đặng. Dạ, xin được mời anh Dược sĩ Tiến ạ. Chào anh. Chào quý vị khán giả. Bữa nay Hữu Đặng mời anh tới đây để cho anh được trị bệnh chính chuyên. Chính chuyên? Trời, cái bệnh gì mà nghe nó. Nãy giờ anh ở ngoài anh thấy Như với Đặng trong đây làm quá trời làm, anh bị khớp, đổ mồ hôi, tu mồ hôi, ướt tay lòng bàn tay. Trời ơi. Bình thường không bao giờ mà tham gia một cái show vui vậy trơn. Dạ. Giờ vô đây không biết làm sao để vui luôn. Rồi để em nói để cho anh bình tĩnh lại ha. Show này là show nghiêm túc. Những cái phần giỡn của mình là cắt riêng ra. Còn khi mà lên sóng là tất cả mọi người kiểu như đi họp vậy đó anh. Giờ anh vô mút anh rồi. Đúng mút chính chuyên rồi. Giống như là nãy giờ lên sóng, nếu mà lên sóng là lấy từ khúc mà em chào là xong là mời anh vô luôn á. Dạ đúng rồi. Lại là bỏ hết. Có khi là lên sóng là chỉ còn có em với anh thôi chứ không có Hữu Đặng luôn mà. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Thôi biên tập dựng vậy đi. Thôi để em giúp dựng phim. Nhưng mà thật sự á, khi mà người ta mời cả ba chúng ta cùng ngồi đây á thì chắc chắn khách mời ngày hôm nay phải có vấn đề. Hả? Là chính chuyên còn hơn anh. Không phải chính chuyên đâu mà em nghĩ là mình nói không lợi. Là một vấn đề lớn hay sao chị? Vấn đề lớn em ơi. Vấn đề nghiêm trọng. Tất cả mọi người tới đây đều có vấn đề lớn. Eo ơi. Ừ. Sợ chưa? Em nôn nao muốn gặp nhân vật đó quá. Đúng rồi, nhân vật trong chiếc hộp này. Gói gọn vậy luôn hả? Em lại chiếc hộp đi. Ê, có khi nào nhảy lên cái hù em rồi, không? Rồi, chị đếm 1, 2, 3 nha. 1 2 3, khoan đặng. Dạ. Quý vị thân mến, trước khi đến với chiếc hộp này thì chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta cùng quay trở lại với Chuyện Họ Chuyện Mình. Và khách mời ngày hôm nay có thêm một khách mời đặc biệt nữa, đó là Dược sĩ Tiến. Xin chào anh ạ. Vậy là giờ mình chào lại từ đầu nữa đó hả? Con. Thôi vậy Đặng với anh Tiến cùng mở cái này ra coi bên trong nó là gì anh ha. 2, 3. Ê, câu chừng. Dạ, đây là chiếc hộp bí mật để gợi ý. Mình khi mà mình xem cái này á, mình sẽ biết là khách mời sẽ là ai và có vấn đề gì. Trời ơi, sao chữ không có hình vậy? Dạ, em xin phép được đọc cái tâm thư cũng như lời gợi ý. Tôi là một người phụ nữ có chất giọng đàn ông. Là chị á. Rồi, chắc chắn khàn.
chắc Trang khàn, chắc là bữa nay Trang khàn tới. Phải không anh? Chứ em tưởng nói hủ đàn không đó. Chị nói cái gì vậy? Là con gái thì ai cũng mong mình có được một cái giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, nữ tính. Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi sinh ra, chất giọng đã khàn khàn, gồ ghê. Ồ, chất giọng mà như con đường ha. Nghe nó như con đường ha. Anh có suy nghĩ gồ ghề là như thế nào? Anh có ai là cái giọng nói gồ ghề không? Nãy giờ là anh còn gồ ghề cái khúc đầu là không biết có dựng không á. Thì thường là anh chưa có vô được cái bức thư nữa đó. Từ từ không sao đâu, em dẫn anh vô không thôi thì hủ đằng, dẫn anh vô còn không thôi hai đứa em đi ra với anh. Gồ ghề và mạnh mẽ như một nam ca sĩ nhạc rock. Ồ vậy là gì? Hay bộ mà lắm á. Hay á chứ bộ, về kiểu mà giọng khàn khàn như chị Hồng Ngọc đó, em thấy cũng hay mà. Nhắm mắt. Ồ đó đàn Vĩnh Hưng rồi. Em ơi. Không mà nãy như đó là cắt đàn ra mà mình đâu cần. Đúng rồi, được vậy em không tương tác nữa, em xin phép quay lưng ạ. Dạ rồi. Nếu chỉ có âm thanh mà không nhìn hình ảnh, ví dụ như nghe điện thoại chẳng hạn, thì 10 người sẽ hết 11 người gọi tôi là anh. Hy vọng hôm nay khi đến với chương trình, tôi sẽ được đối xử yêu thương và nhẹ nhàng đúng như một cô gái đích thực. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đúng không? Bởi vì nãy giờ có một đằng, một mình đằng nó cười thôi. Không, cái này không phải là cười trên nỗi đau người ta, mà cái này là cười chia sẻ. Đâu cười chia sẻ làm sao? Cười động viên á. Cười động viên sao? Động viên. Rồi, vậy thì bây giờ em đi ra ngoài em đón cái cô gái đó vô được không? Dạ. Cười động viên, cười động viên. Dạ, động viên, động viên. Dạ, mời bạn vô ạ. Rồi, dạ, xin mời ạ. Ai mời bạn? Em gửi lời chào đến quý vị khán giả nhé. Dạ, em chào mọi người ạ. Và em chào chị Khải Như, anh Tiến và anh Hữu Đằng ạ. Em là Phương Oanh, thì em là một người sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội và em là về ngành review ẩm thực. Công nhận nha, cái giọng nói đặc biệt thiệt luôn á. Nhưng mà riêng bản thân của Đằng nha, Đằng rất thích con gái mà có giọng giống như là Phương Oanh vậy đó. Dạ, thì giống như anh Đằng nói là anh Đằng thích giọng khàn nhưng mà em không thích. Tại vì em không biết hát. Em có nhiều anh chị nói em là giọng mà giống chị Hồ Ngọc Hà rồi đó. Nhưng mà em thấy em không, em là trái ngược hoàn toàn với mấy chị. Có nghĩa là em không biết hát, là cái em không cảm nhận được âm nhạc luôn, từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà em có bao giờ hát vu vơ một câu hát nào không? Thử đi, thử làm liền. Ý là em không biết hát luôn á chị. Giờ chị cho em một câu, chị chỉ em hát đi. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Là xem nhau như cá cuộc đời đó. Vậy chị, em không có lên giọng được. Bài đơn giản thôi. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Cà phê sáng với tôi được không? Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Hiểu rồi. Là lúc mà chào đời á, lúc mà mới lọt lòng là một đứa trẻ nó sẽ khóc quá quá quá. Còn em mà Nó nghe nè, nhưng mà chị thấy cái giọng nó dễ thương mà, chứ có gì đâu em. Thật ra là tại vì em tới đây rồi á, nên là chị đã sẵn sàng tâm lý là có một con bé giọng khàn đang tới đây rồi. Chứ nếu như mà chị vừa nghe em thôi là chị, trong đầu của chị là người ta bị phân biệt đó là em là con trai, cái giọng em quá giống đàn ông. Thì nó lại hết nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà vậy nè, em có người theo dõi thì mấy bạn đó có thích em không? Và có vì cái giọng nói này của em mà người ta không thích em không? Ừ, dạ có. Là hiện tại bây giờ là em có thể là vì giọng nói này nên em là một cái người sáng tạo nội dung. Thì có những cái người rất là không thích giọng nói của em, và họ nói là em cố để gằn cái giọng em xuống để cho người ta nghe, người ta chú ý. Vậy thì em kể cho chị với anh Tiến cũng như Đằng nghe, quý vị khán giả nghe một số kỷ niệm cũng như là những cái câu chuyện của em mà em gặp phải khi mà em đang livestream đi. Dạ, thì thứ nhất là lúc đầu em livestream á thì em bị tự ti với giọng nói của em từ trước rồi, tức là em bị rất là không thích nói chuyện luôn. Người ta hỏi em sẽ không trả lời luôn á. Là em sẽ cố gắng hạn chế nhìn vào ánh mắt của người khác, là em bị tự ti đến cái mức như vậy á. Thì khi mà mình livestream á thì em cứ nói thôi. Ban đầu thì em không dám nói, nhưng mà mình
về sau thì mình cứ ngồi mình nhìn cái máy thì mình cứ nói liên thiên xong rồi cái bình luận mà khi mà người ta vừa nghe tới giọng nói của mình người ta nhảy lên, ôi con trai hả, ôi đàn ông đúng không, ôi sao giọng nói như đàn ông vậy. Thật ra thời gian đầu á là em hơi bị sốc với lại những cái comment đó à. Thì em cũng biết rồi, tại vì bình thường mấy anh shipper gọi cho em là không anh nào kêu em bằng em hết. Mặc dù là có cái anh nó giao hàng ruột cho em luôn, là gọi là mối ruột luôn rồi à. Anh nói với em một câu nè, bé ơi anh biết em là gái á, nhưng mà mỗi lần mà sáng anh gọi cho em giao hàng á là anh vẫn cảm giác em là trai. Cái giọng của em nó không thể nào là con gái được à. Rồi vậy thì những cái lúc mà bạn like á, mà người ta nói như vậy á, bạn cảm thấy như thế nào? Ban đầu thì em buồn. Em kể cho bạn bè em nghe. Em nói là thôi em không live stream nữa đâu. Chứ thật ra thì là con gái của tụi em nó rất là mỏng manh. Giống như chị Khải Như cũng biết mà đúng không? Chị Khải Như giỡn vậy thôi chứ nếu như mà con gái của mình mà bị body shaming, mà bị chê ở một cái mảng nào đó. Đúng rồi. Khóc đó. Trời ơi, 100 hòn đá mà ném vào đâu đó thì cũng có 1-2 viên trúng mình. Như lại thấy em hay á, tại vì đối với cái nghề của Như á, cái giọng nói trong hay là trầm nó không quan trọng bằng cái sắc thái, nhưng mà thường cái giọng trầm á nó hề hơn. Đúng rồi. Thật sự nãy giờ là Đằng nhìn Phương Quanh là Đằng không chớp mắt luôn á. Có chớp mắt đôi lần tại vì nó cay quá. Nhưng mà tức là sao, tức là gây được sự chú ý đối với Đằng, một cái sức hút gì đó rất nhiều đối với Đằng. Mà lúc đầu Đằng cũng nói rồi, Đằng rất thích những người phụ nữ mà có cái giọng trầm dày, bởi vì trong mắt Đằng á, những người phụ nữ đó là những người thứ nhất là cá tính, cái thứ hai là Đằng cảm nhận ở họ là một con người rất là thẳng thắn với nhau đó, có gì cứ nói thẳng, chia sẻ thẳng với nhau, và họ rất là mạnh mẽ. Có một cái chuyện là em lúc mà mới quen người yêu của em á, thế là kiểu như là nếu mình quen người yêu đi thì mình sẽ nói chuyện bằng video call. Thì khi mà người yêu em nói chuyện với em ở trên video call á, thì mẹ người yêu em mới đi ngang qua phòng thì không thấy được cái giao diện của em, không thấy hình, chỉ thấy tiếng. Dạ đúng rồi, thì mẹ người yêu em mới gọi và bạn nó vô xong rồi khóc. Hiểu rồi. Tưởng có công chuyện rồi. Dạ, đúng rồi. Đó thì và có thêm thằng trai. Tưởng dạ, công đúng. Mình không đi thẳng mà quẹo phải. Nhưng mà rồi sau đó bạn người yêu em giải thích cho mẹ xong thì mẹ có hiểu không? Dạ thì dạ hiểu, tại vì em là con gái mà. Vậy thì rốt cuộc là nhờ vậy mà con dâu có ấn tượng trước với mẹ chồng luôn. Có kỷ niệm vui luôn, chứ còn nếu mà giọng em bình thường nhiều khi mẹ không thèm hỏi tới, không nhớ em là ai. Đúng rồi. Sau này mà lỡ bạn trai em còn có đổi bồ bà cũng không hay luôn. Đúng rồi em Tiến, em thấy cái này hay nha. Có nghĩa là bây giờ bạn trai của bạn có cái thói quen video call, thì lỡ một ngày nào đó anh nói chuyện với nhỏ khác, mẹ của bạn trai em sẽ gọi điện mét em, nói cho em nghe có một con mắm nào đó xuất hiện trong cuộc đời ảnh rồi. Nhưng mà giờ cái vấn đề của em á là bây giờ em nói là em tới đây em chia sẻ bởi vì em vượt qua được nó rồi. Thì em hồi đó em làm cách nào mà em vượt qua được cái thời mà đau đớn khủng khiếp như anh hồi xưa anh bị người ta chửi ha, làm thiếu điều anh muốn bỏ Sài Gòn về quê luôn, anh không muốn trên đây nữa, chịu không nổi. Thì em làm sao, tại vì anh nghĩ là mấy bạn nữ mà cũng tựa em á, mấy bạn cũng muốn biết cái cách làm sao để vượt qua được nó, chứ giờ tụi anh mà khuyên đó không sao đâu mấy chuyện này bình thường khó vô lắm. Người ta sẽ nói ông Tiến nè, bà Như nè, ông Đằng nè, thành công rồi cho nên nói gì cũng được hết trơn á. Nhưng mà mấy bạn muốn nghe cái câu chuyện của em thì sao? Em sẽ bật mí cho mấy anh chị muốn biết là một sự thật về em là bản thân em á là sống trong việc chế nhiễu ngoại hình nè, chắc là 20 năm. Tức là trước đây em là cô bé nặng 105 kg. Trời đất ơi. Bây giờ là bao nhiêu? Dạ giờ em hiện tại là 55 kg. Trời đất ơi, 50 kg. Em giảm gì? Vậy? Chắc là phải xin một số viên chia sẻ bí quyết giảm cân. Đúng rồi, đúng rồi. Cho tôi xin với tôi cần giảm 3 kg thôi mà tôi còn giảm chưa được nữa nè. Trời ơi. Vậy là phải là động lực lắm sao luôn. Sao chị ăn quá ăn em ơi. 20 năm là từ năm bao nhiêu tuổi là đã bị dạ rồi? Dạ là em lúc mà em đi khám, em gặp bác sĩ về chế độ dinh dưỡng, nói chung là bị béo phì á. Đầu tiên luôn là năm em học lớp 3. Là lúc đó em còn nhớ tại thời điểm đó em đã béo phì cấp độ 3 rồi. Và em vô em nghe rất là nhiều thứ về bác sĩ chia sẻ cho em luôn. Về cũng khóc, nhưng mà cuối cùng rồi cũng ăn. Thì ăn lớn năm 20 tuổi. Thì đỉnh điểm của năm 20 tuổi của em là 105 cân. Nói chung là khi mà trong cái quá trình dài vậy á, thì cái việc mà chế giễu nè, rồi là miệt thị nè, nó chồng chất lên trên em, thì nó thành ra một cái tính cách của bản thân em bây giờ. Giống như là khi mà bản thân em, dù là hiện tại như chị Nhân nói là em là một cái người đại diện cho người tiêu dùng, em rất là lanh trên rất là nhiều người, nhưng mà đôi khi là sâu bên trong con người em vẫn có một cái nỗi sợ, vẫn có một cái sự tự ti rất là nhiều trước đám đông.
Đây em xin chia sẻ một câu chuyện nữa là nó hơi buồn. Là hồi cấp 2 là lớp 9, lúc đó thì con trai rất là quậy trong lớp, mấy bạn giỡn với nhau. Thì mấy bạn khi mà mấy bạn vô tình làm cái hành động là chọi cái thùng rác á, nhưng mà các bạn chọi lại trúng người em. Thì thay vì nhận được cái lời xin lỗi thì em lại nhận được câu là: ai biểu mày mập quá ăn chi, mày bự con thì cái sọt rác dính mày là đúng rồi. Đó, đó là một cái câu chuyện mà đó là đến tận bây giờ luôn nha, là em không có quên được câu chuyện đó. Em không quên được những hình ảnh, ánh mắt của những con người trong lớp mà nhìn mình giống như là tự nhiên mình là một cái người bị người ta tác động vô, mà mình lại tự nhiên bị thêm một cái lời miệt thị nặng như vậy nữa. Và cái những cái điều đó nó chất chồng, thành thử ra nó thành một cái động lực để em dạ, quyết tâm rồi. Em phải giảm cân. Thấy thương quá ha. Tự nhiên giây phút này lắng động quá. Quý vị khán giả, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi lắng động chút xíu rồi đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Mình sẽ cùng chơi một trò chơi, đó là mình đoán calo của những cái thức ăn mình ăn. Dạ em tự tin, tại trong cái khoảng thời gian mà em giảm cân á thì mấy cái này là em phải học thuộc. À, vậy hả? Dạ thuộc bài luôn á chị. Hôm nay em đến á, anh nghĩ không phải em cần cái giải pháp gì từ anh hay chị Kha Như hay anh Đặng đâu. Em muốn mang một cái thông điệp tích cực tới, thì đó cũng là cái điều anh muốn hỏi từ đầu. Có nghĩa ở cái giai đoạn mà cùng cực nhất của em, thì cái điều gì đã biến đổi em từ một cái cô bé chịu không nổi lại có thể có động lực để vượt qua cái điều đó? Cái khúc đó mới là cái khúc quan trọng nhất này. Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chuyện họ chuyện mình. Và câu chuyện rất truyền cảm hứng, đó là bạn đã nỗ lực giảm cân một con số ký, là giảm 50 mấy ký ha em hả? Dạ yeah. Trong 3 năm. Trong 3 năm, hey, xịn luôn. Xịn. 50 mấy ký trong 3 năm là dị chi là 36 tháng giảm 50 ký, là tính gần tháng giảm khoảng ký gửi đó em. Yes. Bên kế toán quá sao mà tính gì mà lẹ dữ mà vậy? Mà lẹ dữ vậy trời. Thật sự luôn, thấy con người ta làm ăn không, dân làm ăn không? Thiệt, mới có mấy phút quảng cáo mà tính ra được bài toán hay quá trời. Tiện sò. Dạ, trên tay mọi người là một cái tấm bảng, bây giờ mình sẽ cùng nhau. Tại vì cái vấn đề mà giảm cân cũng là một cái điều mà em thấy là giống như bản thân em là dành cả thanh xuân để giảm cân luôn. Ngày nào em cũng suy nghĩ về chuyện giảm cân hết. Và em thấy là bây giờ nó là cái vấn đề mà nó giống như là nó đồng hành với mình luôn rồi. Nên bây giờ hôm nay mình sẽ cùng chơi một trò chơi, đó là mình đoán calo của những cái thức ăn mình ăn. Wow, dạ. Ê, vậy thì em chơi em bị thua rồi. Sao vậy? Một bên á là như là kinh nghiệm về giảm cân rồi. Rồi. Là phải tìm hiểu rồi, một bên là dược sĩ luôn rồi. Dạ, cũng phải cân đo đong đếm nó rồi. Nó nghe nè, bình thường là tôi đang xây dựng hình tượng tôi trên các chương trình là dạng như cũng thông minh hiểu biết lắm á. Rồi vô đây chơi cái này mà lỡ một hồi nói sai là coi như sụp đổ hết tới biên tập. Anh không ơi, mà bây giờ nó nghe là thí dụ mà hồi nói sai là không dựng được không? Không. Không. Nãy giờ anh cứ kiên trì vụ vậy. Ủa anh không biết hả? Có nghĩa là người ta thấy những cái chương trình khác anh kiểu mà anh rất là chặt chém, anh rất là dữ dội đó, thì những người đó mới hùng tiền lại gửi qua anh vô chương trình này. Chém chặt. Dạ đúng rồi, gửi anh vô chương trình này để dập anh, để anh có được bài học của cuộc sống. Nói chơi chứ thật ra em nghĩ là kiến thức về giảm cân, về calo không phải ai cũng biết, nhưng mà mình chơi thử coi mình hiểu được nhiêu. Đúng rồi. Quanh tự tin không? Dạ em tự tin, tại trong cái khoảng thời gian mà em giảm cân á thì mấy cái này là em phải học thuộc. À, vậy hả? Dạ học thuộc bài luôn á chị. Đây, món đầu tiên đó là trứng vịt lộn. Cho anh hỏi là có tính luôn cái chén muối tiêu không em? Có chén ớt, chén muối tiêu luôn, có cộng vô luôn không? À, đúng nha. Bây giờ đúng mình ra đề thì mình phải rõ ràng chứ em. Không anh ơi, chỉ trứng vịt lộn thôi, dược sĩ ơi. Học vịt lộn. Rồi, yên tâm rồi. Và kết quả là... Dạ, của em đó chính là... 200 calo. 200 calo. Còn của bạn là 150 calo, còn dược sĩ Tiến là... Của Tiến là 2 calo thôi. Là mới tính vỏ thôi đúng không anh? Dạ không, nó mới đập ra, nó chưa có ăn, nó đập ở trên nè, à, chưa có ăn nó bị có calo. Vậy là nó mới đập có cái vỏ không hả? Chừng nào ăn vô bụng mới có calo chứ. Vậy là anh tính cái số calo mình mất khi mình đập á. Thì đó, là 2 bây giờ calo. Đưa cái chứng dịch mẹ khúc thì khúc đó tính 2 calo thôi. Rồi khúc này tôi coi như dược sĩ Tiến không có chơi nha. Tại vì cái kết quả anh đưa ra nó bị loại. Loại. Loại luôn. Nếu như trong trường hợp mà mình ăn hết cái hộp vịt lộn này thì mình sẽ có thêm 182 calo. Ê, vậy tính giờ ra đó là... Thủ đàn gần đúng nha. Được 1 điểm.
đây, món tiếp theo đó là chè bưởi. Nếu như mà mình ăn hết cái chén chè bưởi này thì sẽ được bao nhiêu? Đoán đi nào. Anh tính hỏi câu nữa mà anh không dám hỏi. Sao ạ? Chè bưởi này có đường không? Thí dụ mà mình nấu mình có đường, nó sẽ khác chứ không có đường. Chứ bình thường anh ăn chè bưởi không có đường. Chè bưởi ở mức độ là đường trung trung giùm em hả? À, chè mà chè bán trà đường mà ăn đường đó giùm. Nhưng mà khoan, đường phèn hay đường khác? Hả? Đường đường phèn với đường khác nữa nè. Là cái lượng đường nó giống nhau không? Khác nhau. Khác nhau. Khác nhau, đúng rồi. Phèn ít hơn đường khác. Cát này chị, cát đi. Cát anh. Cát vàng hay cát trắng chị? Cát trắng Nha Trang. Cát trắng Nha Trang. Chứ sao nữa, mày mệt quá. Rồi, kết quả xin mời ạ. 300 calo. Rồi mời em, 350 calo. Còn anh mới ghi kịp, có con số của em nó chưa gọi, anh chưa kịp ghi lại thêm hai số tiếp theo. Lại là số. Câu này loại dược sĩ Tiến một lần nữa nha. Tôi đang xây dựng hình tượng tôi trên các chương trình là dạng như cũng thông minh hiểu biết lắm á. Dạ, chè bưởi với số calo đó là 428 calo. Wow. Quanh được một điểm cộng, còn dược sĩ Tiến loại thêm câu nữa. Và chúng ta cùng đến với một món ăn tiếp theo. Một cái loại mà ngày Tết chúng ta hay ăn mà chúng ta nghĩ là nó sẽ không mập, nó chỉ nóng thôi. Hạt dưa. Thường á, hạt dưa mình hay ngồi mình ăn 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 liên tục 100 gram hạt dưa thì sẽ tiếp thu vào trong cơ thể mình là bao nhiêu calo? Ê, con số này bị bất ngờ nha. Ủa lạ lắm. Bất ngờ phải không? Bất ngờ. Coi kìa, coi kìa, cứ ngồi suy nghĩ kìa. Chơi cho đàng hoàng coi dược sĩ. Dạ, kết quả. Theo em đoán là như vậy. Hạt dưa. Tại vì em có ăn luôn vỏ cho nên phải chi tiết để mọi người hiểu lầm. Mọi người chịu khó đọc giùm em ạ. À. Đó là 285, phẩy 6236150. Ý, em chết, em ghi lộn số căn cước của em. Dạ, em đoán lại 285 thôi ạ. 285. Còn bạn là 400. Dược sĩ. Dạ vâng, em xin được công bố kết quả. Hạt dưa nếu như mà chúng ta ăn hết 100 gram thì chúng ta sẽ... Dạ, con số đó là 557 calo. Anh ơi, 3.000 là coi như là cái số tiền mình mua hạt dưa đó anh. 400 là mình đúng nè. 285 là tiền thiếu nợ của em hay sao á bé ơi. Ê, vậy là em sai. Hồi nãy em gợi ý em sai. Em nói con số này nó lạ lắm. Con số 500 nãy anh đón rồi. Em nói lạ lắm nên mới đón tới 3.000. Ủa? Ý em nói lạ là có nghĩa là em không nghĩ hạt dưa nó nhiều calo vậy. Còn anh tưởng em nói lạ là nãy giờ con số nó chưa có ai đón gần. Ủa gần là vậy. Anh chơi anh đón đồ ăn hay anh đón ý MC mà anh nói. Dạ rồi, vậy thì kết quả ngày hôm nay ai là người chiến thắng? Bạn Quân. Yeah. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và bây giờ đây là phần thưởng của bạn. Dạ. Đó là... đó chính là một bữa ăn rất là thịnh soạn. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một cái phần mà phần thưởng của bạn mà cũng giống như là phần thưởng cho chúng tôi, là chúng tôi sẽ được ngồi xem trực tiếp bạn review một cái món ăn gì đó ha. Giờ em sẽ review giống như là trên clip em hay làm nha. Là thường những cái một cái món ăn này là em chưa ăn liền, chưa bỏ vô họng em ăn, mà tụi em sẽ cầm tụi em hôi lên, tụi em sẽ xới lên coi trong đây có cái gì. Đó, tụi em sẽ coi thử trong đây có cái gì. Thì trong đây sẽ có trứng cút nè, khô bò, khô gà nè. Đó, rồi bánh tráng. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy một cái miếng, trong đây đầy đủ tất cả các món luôn. Rồi mình để lên một miếng to. Rồi mình sẽ hạ cái họng mình, tại vì bánh tráng trộn nên mình phải ăn. Như mọi người biết, ăn bánh tráng trộn là phải ăn to, ăn nhiều. Vậy rồi, mà để không dính son thì em phải lấy cho nó gọn lại. Ok. Trời ơi, chị đừng có như vậy mà trời. Nè, cúp này là em đây. Rồi, em ăn nha mọi người ơi. Là ngon hay dở má? Ăn vô cứ hồi ra dở. Không,
đồ ăn là tùy khẩu vị của mọi người. Em thấy ngon nhưng mà anh Hữu Đặng không thích ăn bánh tráng. Thì anh Hữu Đặng thấy không ngon. Nhưng mà đối với cá nhân em là em thích đồ ăn vặt nên em thấy ngon. Hay hay, vỗ tay. Không, nhưng mà bạn ăn nhìn thấy ngon, cái cách gấp của bạn nhìn ngon luôn. Không, rất là kích thích. Kích thích vị giác á, cũng như là cái nhìn á, thị giác luôn, nhìn thấy ngon lắm. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Xin quý vị đừng giải lao, trong mấy phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với Chuyện Họ Chuyện Mình. Em ơi, câu chuyện em mang tới nó đầy đủ hương vị hết, nhưng mà cái vấn đề của em thật sự khi mà em mang đến chương trình đó là gì? Dạ em muốn mang đến chương trình là ở ngoài kia cũng có rất nhiều bạn giống như em luôn, là bị chế giễu về ngoại hình của mình. Tức là mọi người sẽ không biết được là cái việc chế giễu ngoại hình nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của một người, nhất là những bạn gái. Và ở độ tuổi mà mới lớn thì thường là nó bị thu thập vô rất là nhiều, và nó hình thành ra một cái tính cách của một người luôn. Ví dụ như bản thân cá nhân của em đi, khi mà em mập á, hoặc là khi béo đi, thì lúc đó là vừa con gái nè, vừa đen nè, rồi vừa béo thì mấy bạn nam hầu như đều chọc hết. Và luôn luôn là tâm điểm chú ý để cho người ta nhìn vào mình và người ta đánh giá thôi. Nhìn em thì mọi người thấy rất là thú vị, em đang rất là sướng. Nhưng mà xung quanh mọi người em lại không biết rằng là có một giai đoạn là 20 năm đó là em sống như là một cái ngoại hình, và em bị tự ti. Và khi mà mình lớn lên rồi mình bắt đầu gặp nhiều người hơn, giống như em nói chuyện chị Như đi, thì em lại bị tự ti, bị thu mình lại. Thì lúc nào mình cũng vẫn có một cái khoảng lặng ở bên trong mình, và mình sợ là sự chú ý là tập trung vào mình, nó thành ra một cái tính cách của mình luôn, khi mà mình bị người ta chế giễu về ngoại hình của mình. Anh Tiến thấy sao? Chuyện của em vậy nè, anh thấy là có thể là mình đã có một cái thời gian dài mình phải trải qua cái việc là chống chọi với những cái lời nói bên ngoài. Nhưng mà ít ra cho tới thời điểm hiện tại á, thì em tương đối hài lòng với những cái em có rồi. Vậy thì anh hỏi ngược lại, thí dụ như hồi đó mình nhiều ký như vậy mà không ai nói tới mình hết, thì ngày hôm nay mình có được như vậy không? Dạ đúng. Vậy anh nghĩ á, thiệt ra tất cả tụi mình ở trên đời á, khi mà được trao tặng cho một cái gì đó nó khác biệt á, nó có thể là một cái gì đó để người ta nhìn vào mình, người ta nói này nói nọ, nhưng mà nếu mình biết cách á thì nó sẽ là một món quà. Ở chỗ của em á, hiện nay em có được cái động lực để mà em siêng tập thể dục thể thao, em siêng vận động để em giữ dáng, là nhờ cái 20 năm em sống chật vật với những cái điều người ta nói về em. Còn anh bây giờ tập 2 ngày thôi là anh thấy mệt, anh không có động lực anh tập rồi. Chị Khả Như mà phải giảm cân cả cuộc đời là bởi vì chị cũng không có cái động lực để tập. Đúng rồi. Thì nếu mà một ngày mà Khả Như và Dược Sĩ Tiến bị chê thậm tệ thì lúc đó sẽ cũng sẽ có động lực thôi. Vậy thì ở đây mình sao không nói cái vấn đề tích cực hay tiêu cực của cái việc người ta chê mình, bởi vì những cái ở bên ngoài là những cái mình không điều khiển được. Cái duy nhất mình có thể thay đổi được á là cái ở bên trong. Vậy thì em đã làm được một cái điều thành công, đó là em sống và vượt qua được những cái điều đó. Còn anh biết ngoài kia sẽ có nhiều cái bạn là bị những cái lời nói đó, và có thể là họ sẽ ngã gục luôn, họ không vượt qua được, và thậm chí là đã có những chuyện buồn xảy ra với một số bạn mà không vượt qua được cái điều đó. Vậy thì hôm nay em đến á, anh nghĩ không phải em cần cái giải pháp gì từ anh hay chị Khả Như hay anh Đặng đâu. Em muốn mang một cái thông điệp tích cực tới, thì đó cũng là cái điều anh muốn hỏi từ đầu. Có nghĩa là ở cái giai đoạn mà cùng cực nhất của em, thì cái điều gì đã biến đổi em từ một cái cô bé chịu không nổi lại có thể có động lực để vượt qua cái điều đó? Cái khúc đó mới là cái khúc quan trọng nhất này. Lúc đó là em có một cái người bạn, bạn đó rất là chăm tập thể hình. Xong bạn nó mới nói với em này nè, cái điều mà em thích là gì và cái điều mà em muốn làm là gì nếu như mà em thay đổi cái ngoại hình của em. Em hãy đứng nhìn trước gương á, nhìn vô bản thân của mình. Nếu như mà em thích bản thân em tại thời điểm đó thì em đừng thay đổi. Còn nếu như bản thân em đứng ngay tại thời điểm đó mà em ghét bản thân mình thì hãy giảm những cái gì mà mình đang ghét trên người mình xuống. Thì lúc đó em nghe xong em mới về làm. Và đúng là thật sự là khi mà em nhìn trước gương á, em rất là muốn được giống như lại các bạn, được mặc đồ đẹp, được có size quần áo bằng với bạn. Em chia sẻ mọi người luôn là giống như mọi người nói là mọi người tập 2 ngày ra phòng gym mọi người chán rồi. Là thật ra em á, là em phải sống với lại cái việc mà chán đó trong một thời gian dài luôn. Nghĩa là em chán nhưng mà em phải đi, em chán là em phải đi. Thì ban đầu thời gian đầu là em chỉ tập ở nhà thôi, vì em thật sự là em bị tự ti về hình của mình, em không dám đi ra ngoài tập. Đi ra phòng tập là người ta nhìn mình là em sợ. Thì ở đó ai cũng đẹp hết trơn, có mình xấu mà mình không dám ra phòng tập. Sau đó thì bắt đầu thời điểm đó em xuống được tầm 20 cân là tập ở nhà rồi, em chỉ ăn uống là ăn rau thôi và em cắt. Thật ra là lúc đó là em bị cắt hết tinh bột luôn để em giảm cân. Mà lúc đó thật bao nhiêu cái công thức về giảm cân là em áp dụng hết luôn.
em cứ áp dụng liên tục từ công thức này qua chế độ nọ, liên tục trong một khoảng thời gian dài luôn, thì bắt đầu về sau này á, em mới tự định hình cho mình được á, là mình tập như thế nào mới là hợp với mình, rồi mình phải ăn như thế nào mới là hợp với mình. Bắt đầu em dần dần để thích nghi được với cơ thể của mình. Và thật ra lúc mà em giảm được cân á, và trong cái quá trình giảm cân á, là mình phải thật sự yêu cơ thể của mình nha. Còn nếu như mà mình càng ghét cơ thể của mình là mình càng khó giảm cân. Còn bản thân em, ví dụ là em đặt bản thân mình không phải làm nghệ thuật, không phải là người của công chúng, làm như một người bình thường đi, thì về cái việc cân nặng đó, thì nếu mà là em không quan tâm. Em thật sự không quan tâm điều đó. Mà em quan tâm gì? Quan tâm cái tinh thần. Cái tinh thần của người đó lúc nào cũng phải vui vẻ, lạc quan. Mình tỏa ra một cái năng lượng mà người tiếp xúc gần mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái là được rồi. Đúng rồi, cái đó quan trọng. Và có một cái này em cũng muốn chia sẻ là nếu như mà các bạn ở trên mạng đó, mình có comment chuẩn bị viết một cái câu nào để chê bai, comment bình luận cho một người khác đó, thì bạn vô tình đã gieo một cái năng lượng tiêu cực qua cho người đó. Và bạn, chính bạn cũng đang nhận về một năng lượng tiêu cực. Tại vì lửa mà bạn là được giữ trong tay, bạn định ném cho người ta, là trước khi bạn ném bạn đã bị phỏng rồi. Cho nên là thành thử ra chúng ta hãy chia sẻ gì, chia sẻ điều tích cực. Còn nếu như mình cảm thấy là ô điều đó tôi không chia sẻ tích cực được, thì thôi mình im luôn, mình khỏi cần nói tới điều đó để làm gì. Yeah. Cảm ơn Phương Oanh vì ngày hôm nay em đến, em mang một câu chuyện truyền cảm hứng. Thật ra cái những cái vấn đề về giảm cân nó có rất là nhiều chương trình nói về điều này. Nhưng mà cái mà hôm nay mà Oanh cũng như là anh Tiến với Như, như anh Hữu Đằng nói ngày hôm nay để cho mọi người thấy là thật ra không có cái gì mà chúng ta không vượt qua được hết á, mà chúng ta phải vượt qua nó như thế nào bằng cái sự thoải mái nhất của mình. Người ta hay khuyên á, đó là hãy là chính mình, nhưng mà với Như đó là hãy chính mình ở một phiên bản tốt nhất. Nên thành ra khi mà mọi người cảm thấy mình ở phiên bản tốt nhất, mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Cảm ơn Oanh ngày hôm nay và mong những cái điều mà em mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Em xin cảm ơn chị Như, anh Tiến với anh Đằng đã cho em những cái lời khuyên rất là xịn luôn. Em nghĩ là sau cái chương trình này mà nhiều bạn bị chế nhiễu về ngoại hình á, sẽ rất là muốn nghe được những cái lời giống như anh Tiến nè, chị Như nói với em. Nó rất là giúp ích cho mấy bạn để cảm giác là mấy bạn không bị cô đơn một mình. Và có thêm động lực để mà làm đẹp cho bản thân mình. Mình làm đẹp không phải vì ai đâu, mà vì bản thân mình đó. Và đây là cái sự lo lắng, cái nỗi lo lắng cũng như cái bộn bề của em. Và nếu như mà em cảm thấy ngày hôm nay đã giải tỏa được cho em thì hãy làm bể nó đi. Nó giống như một lời hứa với bản thân mình sẽ tốt hơn mỗi ngày. Em cũng như là tất cả những cái bạn nào mà bị đen chế nhiễu về ngoại hình, hãy luôn tích cực đi. Tại vì nếu có một ngày nào đó các bạn gặp được những anh chị như là chị Như, anh Tiến về, anh Đằng, thì bạn sẽ thấy được một cái góc nhìn tích cực hơn của bản thân mình về cái việc mà các bạn đang bị tự ti. Nha. Cảm ơn em rất nhiều, chào tạm biệt em. Cảm ơn nha. Khách mời tiếp theo vẫn ở trong này. Dạ, mình cùng xem coi bên trong nó là gì. Oh, wow. Một hộp 7 màu. Nghi ngờ lục sao. Đây. Kỹ vậy ta. Còn nữa nè chị ơi. Đặng từ đây đi, chị làm cho lẹ đi, em thao tác dùng chắc về quá. Chắc cái kiểu này là trong cần 4 lớp nữa đó. Rọc luôn đi chị, cái gì mà gói kỹ dữ vậy. Thôi mở được nè. Được rồi hả? Wow. Cái gì mà phải gói kỹ dữ vậy trời. Hộp này thấy giống hộp vàng đó. Trời ơi, tôi tức quá. Cầm coi. Thôi cái này cầm đi. Wow. Trời ơi, đây là phần thưởng của em. Sau bao nhiêu ngày khổ cực cùng với tất cả mọi người, em đã được thưởng. Ê khoan đi, cái này là gợi ý mà. Thiệt không? Chắc là thiệt đó. Thiệt không? Rồi sao không có tâm thư gì như mấy lần trước hả cưng? Thì bởi vì bây giờ mình đếm hộp là mình biết người nè. Đằng ơi, em đi ra ngoài ngõ rồi em coi có khách mời không, em chắc vô giùm chị coi. Tự nhiên gửi cho mình cái hộp này vậy ta? Đúng rồi, đưa cái này là phải đưa cái đồ dặn cho mình mới đeo được chứ anh. Đây chị ơi, có khách. Dạ, có khách. Chào anh. Dạ. Dạ đây à. Dạ chào anh, đến với gia đình. À dạ.
Chào quý khán giả đang xem chương trình. Quà này là của bạn á hả? À dạ, của em. À cái này là gợi ý chứ không phải quà phải không? Mình là hồi lấy lợi đúng không? À có thể cũng quà cũng được. Nhưng mà bây giờ ba đứa mà cho có hai cái rồi đứa nào lấy đứa nào nhịn cơ. Chê sao mà. À ngoài xe em còn. Ngoài xe còn mấy cái anh lấy ngoài xe. Dạ em còn một thùng. Đúng vậy. Ủa nhưng mà cái này là vàng thiệt. Dạ. Vàng thiệt mà đi đâu đem theo cả thùng vậy? Dạ em sẵn đi quay chương trình em đi giao cho người ta luôn. Trời ơi. Anh chia sẻ chút xíu đi, sao mà anh đến đây với quá nhiều của cải như vậy? Dạ chào mọi người, em đến từ quận 5. Bên công ty của em là chuyên sản xuất và phân phối bên mặt hàng là trang sức bạc và nữ trang ở bên vàng. Thì em cũng là một người con trong gia đình làm có truyền thống bên nghề, là tới đời em là ba đời rồi làm bên ngành kim hoàn nữ trang, nhưng mà tới đời em thì em hết làm rồi. À, ủa sao vậy? Dạ em không làm nghề nên em đi bán rồi. À đi bán là mình không làm tại nhà nữa? Dạ không, ở xưởng vẫn sản xuất và vẫn phân phối sỉ, nhưng mà làm nghề á chị, là có nghĩa là mình cầm mình ngồi mình cưa mình cắt vậy đó. Còn như mình thì bây giờ là em kinh doanh nó sẽ em bán thôi. Đúng rồi, bán thôi, nó sẽ có lợi nhuận hơn là ngồi làm. Nhưng mà trước đây anh đã từng ngồi chạm chỗ vàng chưa? À, dạ có, em cũng làm bên nghề nhưng mà kiểu như là không có chuyên bằng mấy chú hay là ba ở nhà hay là các thợ ở nhà. Ừ rồi dạng như là ở nhà bây giờ nhiều vàng quá rồi áp lực quá, lên đây chia sẻ bớt hay sao cưng? Dạ em cũng không có dự định đó, nhưng mà em nghe nói vậy em cũng để em suy nghĩ lại. Bảo là tên của bạn đúng dạ không? Em tên Duy. Duy, cái gì Duy à? Dạ Khánh Duy. Khánh Duy, còn Gia Bảo này là? Dạ cái này của con. Con trai. Dạ. Yeah. 4 tuổi rồi, làm thương hiệu cho nó để sau này để cho nó. Trời ơi, đã chưa, bởi vì ước gì có cha mẹ giàu đó. Đúng thật rồi, sự. Nghề mà cha truyền con nói mà. Dạ. Là từ nhỏ là đã sống trong vàng bạc vậy rồi à, là từ đời ông nội, xong rồi tới đời ba, xong tới đời em thì em học ra em đi làm điện. Đi làm điện? Em nhận công trình, em làm kỹ sư bên điện. Mà lúc đó gia đình có cấm cản không? Con đừng có làm ngành điện, làm vàng vàng đi con. Có. Có phải không? Nhưng mà sau này em mới nhận ra được là nhà em có tiền cho nên em về em làm vàng. Hồi trước em nhìn chưa ra. À, chân lý quá ha. Thôi em nhận ra nhà em có tiền. Giống như đi làm điện á, làm mấy tháng trời sắm được chỉ vàng, trong khi nhà mình nguyên tiệm vàng không làm. Ê, nhưng mà cái đó thú vị đó, cái này là hỏi thiệt chứ không có giỡn, là lý do tại sao mà tới ngần đó tuổi nghỉ học rồi ra đi làm rồi mới biết là nhà mình có điều kiện, nghĩa là cái cách giáo dục ở nhà như thế nào hay là như thế nào mà mình không nhận ra cái điều đó? Là lúc đó là mình đi học là mình thích cái gì mình học cái đó, rồi mình kiểu như là cho tự động mình phát triển, rồi mình muốn đi đâu mình bôn ba một thời gian vậy đó. Có nghĩa là bố mẹ cũng không cho tiền tiêu nhiều luôn hả hay sao? À dạ xin mà cũng không có cho. Không có cho nhiều. Ừ. Vậy là do gia đình cũng muốn con mình tự lập. Vậy thì lúc mà Duy làm điện á, làm bao lâu? Dạ em làm cũng 6 năm. 6 năm đi làm? Là học ra là tính ra là 21, 22 tuổi. Dạ. Làm 6 năm là tới 28 tuổi mới biết nhà giàu. Dạ. Rồi mình làm cái ngành này được bao nhiêu năm rồi? À, em mới về em làm được chừng 2 năm. 2 năm, à. Bây giờ mình kiểu như là mình không làm nghề nhưng mà mình kinh doanh buôn bán bên lĩnh vực này. Thì em phát triển bên cái mảng online. Thì bữa nay em lên trên chương trình là em muốn chia sẻ cái bên vàng bạc nữ trang nè, mà bây giờ nó phát triển bên ngành online mạnh. Wow, vàng bạc mà sao bán online anh Tiến ha. Thì bởi vậy mới thú vị đó, không ai bán, có người bán người ta mới mua. Nhưng mà vậy anh chia sẻ nhiều hơn đi, Duy chia sẻ dạ. Nhiều hơn về cái... Thì cái kiểu như mà qua cái khoảng thời gian mà mấy năm dịch đó, thì người ta sẽ nằm nhà người ta mua hàng không mà. Thì vàng bạc nữ trang cũng y chang vậy luôn chị. Thì họ sẽ kiếm một cái đơn vị nào uy tín, họ biết cái cửa hàng nó nằm đâu rồi, thì họ chỉ book online thôi. Cái là có người lên live, em cũng lên live stream luôn. Em lên em live thì ví dụ bao nhiêu chỉ, thì cân nặng tiền công bao nhiêu vậy đó, thì mình sẽ có một cái đơn vị vận chuyển mà mình tin tưởng, họ sẽ lại họ giao khách hàng, họ sẽ mở ra họ coi thì họ ok đúng cái trang vậy thì họ nhận họ được tiền. Nó xóa bỏ được cái định kiến về cái chuyện mà mua vàng là phải ra tiệm và phải coi đồ này nọ ha. Bây giờ ví dụ Duy muốn bán cái dòng này trên online thì Duy sẽ nói như thế nào? Ví dụ như giờ mình đang live nè. À ok, thì mình sẽ nói với lại cái khán giả của mình á, là kiểu như là mọi người ơi, trên tay mình đang cầm là một cái dòng thương hiệu thì mọi người nhìn cũng biết rồi. Thế nếu mà trên live mình nói là sẽ sập kênh mình đó. Thì cái dòng này nó cân nặng là khoảng là 3 chỉ. Đó.
dành cho những cái người mà đi tay từ mà 48 cho tới mà 52 thì có thể đeo được nha mọi người. Đó, thì ở đây là nó có giấy kiểm định của bên một kiểm định thứ ba, rồi mọi người nhận hàng, mọi người xem rồi đúng trọng lượng, đúng tiền công cộng tiền lại thì đó mọi người thanh toán. Đó mọi người có thể đeo thử. Rồi thí dụ mọi người thấy có hợp với mình á, trên like thì nhiều khi là mình không biết là nó có hợp với mình hay không anh. Đó, nhưng mình khi mình về nhà mình đeo thí dụ bông tai với cái thứ mình soi gương mình thấy ok thì mình mua, còn không thì không sao, miễn ship không gì hết nha mọi người. Wow, vậy luôn á hả? Trời ơi. Nhưng mà cái vấn đề là chắc là Duy phải có một cái thời gian để xây dựng lòng tin của khán giả, chứ còn người ta mới coi cái like đầu tiên chắc người đúng ta chưa rồi dám mua đâu. Mà phải có một cái thời gian gì, thì cái thời gian đó là Duy đã làm cái gì? Em xây kênh. Cái lúc đó mình quay những cái clip là mình quay xưởng mình nè, nói này ba tôi đang làm nè, thợ chú tôi đang làm gì nè, thì mình tạo lòng tin từ từ, nói thằng này nó làm nghề, thằng này không phải là kiểu như là bán. Nhà có cơ sở, có xưởng. Dạ, đồ thiệt. Dạ, thì lúc đó là mình lên, mình đầu tiên mình cũng tính like đâu, sau này cái mình mọi người nói mình lên like bán đi, mọi người ủng hộ lên mình like mình bán người ta mua. Hay quá ha. Vậy thì có câu chuyện vui nào mà có trường hợp nào để chia sẻ với mọi người nghe? Chuyện vui bên ngành này sẽ nó nhiều lắm chị. Thì bên nhà em có cái xưởng xi mạ thì anh biết rồi. Ví dụ như cái dòng hồi nãy đi chị Như, bằng bạc đúng không? Đúng rồi, bằng bạc. Bây giờ dạ, chị muốn xi vàng. Đúng rồi, em xi vàng lên cho chị là chị không bao giờ biết được nó là về bạc luôn. Xi giống y thiệt em đóng đó. Thì những khách hàng bên nhà em có những khách hàng mà họ đóng hụi chết của em hàng tháng. Là không phải chơi hụi của em nha. Là để xi vàng. Dạ đúng rồi. Tại vì trang sức mà bạc thì mình xi mạ lên, mà vàng thì nửa tháng, khoảng một tháng là mình phải xi lại lần. Mà cái câu chuyện của em kể đây là nó cũng éo le lắm. Mà mấy anh chị cũng biết là có vợ có chồng thì lúc nào cũng sẽ có một cái bộ vàng cưới. Vàng cưới. Và cái bộ vàng cưới đó thì kẹt đối đế lắm mới đem ra bán thôi, chứ không bao giờ đụng tới đó. Thì thường thường sẽ cất vô trong tủ đó. Thì khách hàng của em á là có mấy anh nè, mấy chị nè, nhiều khi có mấy bà già chồng, mấy bà già vợ luôn đó. Cửa hàng của em cũng có cầm đồ. Thì cũng có bán những cái đó, món đó luôn. Thì cầm thì ai đem lại mình cầm thôi, mình đúng trọng lượng đúng này kia mình cầm thôi. Thì đem lại cầm thì những khách hàng nó cầm riết thành cho quen, mình nhiều chuyện mà mình hỏi là ủa sao này, nó trời ơi con ơi hay là em ơi gì đó, bây giờ để mấy cái này trong tủ nó đâu có sinh ra lời nữa, lúc đại vàng nó lên rồi em đi cầm, nó cầm để làm ăn đi chứ bỏ tủ chứ, nó cũng vậy ha. Xong cái đem đi cầm xong cái mà nói nha, em làm cho anh một bộ y hệt như vậy đó, kiểu như là ai cưới chồng có vợ mà giàu thì bèo gì cũng một cây vàng, còn mà thường thì có người là cầm em cái 5-7 cây vậy đó, 5-7 nhiều lắm. Đó là em phải làm bạc giống y chang vậy nha, kiểu như cái vòng vàng vậy đi là làm giống y hệt như vậy luôn. Mà ở trong là bạc rồi xi vàng ngoài. Dạ đúng rồi. Thường thường là em sẽ một cả một tháng đi thì cái trang sức này nó sẽ bị ố vàng, nó bả chầu á anh. Chỉ là mình phải làm lại, nhưng mà nửa tháng là lại rồi, tại kiểu như là nằm đêm ngủ ngon á. Thì đó thì mới lại là xi lại nó cho nó mới. Nhưng mà vui lắm nha, lại ha là gửi quán cà phê nè, gửi bà bán cá trước cửa nhà em á, chứ không dám vô kinh vô nhà. Tại vì vòng vòng ở khu vực quận 5 đó là kiểu như sợ vợ đi gặp hay là chồng đi gặp gì đó. Thành ra gửi ngoài đó cái điện alo như anh để ngoài bà bán cá mà chạy lên lấy vô xi mà đeo khẩu trang á, bịt kính mít. Trời vui lắm anh. Chị là anh nghĩ em nên mở thêm cái quán cà phê kế bên nhà luôn. Để cho khách vô uống, trung người ta có đường. Người ta có đường, người ta đi lòn vô phía trong người ta gửi luôn cho nó tiện em. Đúng rồi, để em suy nghĩ tới cái chuyện đó. Là có nghĩa là bây giờ người ta cầm cái bộ thiệt, người ta để cái bộ kia ở nhà cho vui thôi. Dạ đúng rồi. Để mà khi mà chị vợ hoặc anh chồng là mở ra coi, ồ nó còn đó. Ồ sao mà giống đời cô lụ vậy trời. Giờ thắng thì về khoe với vợ là thật ra anh có câu chuyện muốn khai thiệt với em. Rồi còn nếu như mà mình thất bại quá thì mình sẽ cố gắng mua lợi cho bà vợ chúng ta, bà đánh chết kiểu vậy đó. Mà bà vợ không đem đi cầm bà đâu biết đâu vậy. Đúng rồi. Nhưng mà cái câu chuyện anh hay vậy. Em có cái khúc đó nữa, anh nó cầm riết cũng quen. Xong tới bà chị ra mới cầm. Bà lại đem đúng cái món đồ giả của mình làm một thau cho bà là 6 lượng. Bà đem cho mình cầm nữa. Mà lúc đó mình cũng có nhà, mà hên mình đi về, nhân viên nhà mình nói trời ơi chị ơi cái này đều giả. Rồi lúc đó em về em thấy quen mà, em nói vậy chị, nói chị kẹt, hên mình về mình kẹp mình gặp thiệt đó em, thiệt đó trời anh chị quen. Em mới hốt, em mới lên trên lầu em mới gọi cho ảnh. Anh tưởng tượng khúc đó anh sẽ nói gì với em. Cứu anh trời, cũng đang cứu tôi thiệt luôn. Rồi sao rồi, cuối cùng sao? Cuối cùng là ảnh không biết là ảnh đi dai họ hàng của bác bà con đâu, cũng đủ. Tại vì em đâu có dám đưa 2 lần. Đưa 2 lần là chết luôn. Đúng rồi. Dạ. Nên thì mình nói mình cái ghinh này lên, mình nói ở cái này thiệt á chị.
Rồi xong rồi mình mới đưa tiền cho chị. Vậy lúc đó là gia đình mới yên ổn hả chị? Trời ơi, vậy là anh là có nghĩa là Duy đã một pha là cứu vớt gia đình người ta. Mà từ cái câu chuyện này của em, anh rút ra được một cái thông tin là em là chắc cái tiệm cầm đồ lớn nhất đó luôn, ai cũng lời kiếm em, chứ ông chồng cũng kiếm em mà bà vợ cũng kiếm đúng chỗ của em, mà cũng kiếm đúng ngay em thôi. Phải là lớn uy tín á. Tại vì bên vàng có một cái là mua ở đâu mình bán đó, hoặc là mình cầm nó không có giá. Còn kiểu như là tiệm của anh mà em mua em đi bán cho tiệm chị Như. Thì chị Như với nó cái này mộc này của ai rồi. Cái gì cũng vậy. Phải đúng tuổi không, rồi đi đâu phổ rồi tùm lum la. Đó giờ em tưởng bán vàng là khỏe lắm chứ, ngồi trong mát bán vàng tỉnh queo thôi chứ. Ai ngờ đâu bán vàng phải biết diễn nữa. Nói về diễn nha, nói về diễn là có cái mini game này dành cho mọi người nè. Ủa có luôn. Chạy ra lấy đi cưng. Dạ đây. Ủa cái mini game gì có muỗng. Đây cái trò chơi này rất là dễ thương luôn, muỗng vàng muỗng bạc. Rồi, mình sẽ để ngay mắt vậy nè. Như kêu vàng là phải mở ra. Như kêu bạc là mở ra. Vàng, bạc, vàng, bạc, bạc, vàng. Đây là phần thưởng. Ồ, nước đắng hả chị? Nó có rất là nhiều loại nước ở trong này. Nếu như mình sai, mình sẽ uống. Chơi bên đây là cứ uống cái nước này. Rồi, bắt đầu nha. Bạc, vàng, bạc, vàng, 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 vàng. Vàng, bạc, 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 yeah, yeah, yeah. Ông này cũng sai nữa. Đó sai luôn. Cùng uống đi. Vô. Uống hết đi. Uống gì vậy? Uống cái gì mà uống vô sẻ vậy? Thôi không sao, uống được ly rồi. Cho uống miếng nước nha. Dạ, xin mời quý vị khán giả cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Bên cái mảng mà Kim Hoàng bán bên nữ trang vàng bạc đó, thì em có rất là nhiều bạn bè anh em. Thì cái lúc mà em chuyển đổi qua cái số mà em để em bán live stream, bán hàng, thì mọi người nói bạn bè đừng nghỉ chơi hết. Đúng đúng rồi. Cái giá nó rẻ hơn người ta nhiều. Thì bạn bè mà nói mày bán phá giá. Nghỉ chơi luôn. Rồi thì cứ nghe hiệu lệnh là lật ha. Rồi dạ, ai lật sao hoặc là lật chậm gì đó thì là thua nha. 2, 3. Vàng, vàng, bạc, bạc, vàng, bạc, bạc, vàng, vàng, bạc, bạc, bạc. Rồi, em muốn uống. Thì uống. Hay, tự giác kìa hay. Hay thiệt luôn, thần kinh anh dẫn kìa. Uống đi em. Ok. Anh làm gì có cơ hội uống cái ly này. À, đó, ly nó ngọt á, tin anh đi. Ngọt đúng không? Dạ, dạ, dạ. Cái này đáng ghét anh ơi. Cà phê. Ủa vậy hả? Còn hai ly kìa Như. Tiến Như thôi đưa ly đi, không khỏi chơi nữa, đưa ly nè cho không? Không không, em dẹp luôn cho, em dẹp luôn cho mọi người đủ rồi. Hồi nãy mình chơi đề ba thôi, dạ. Về cái độ nhạy thật ra vàng bạc á, nó chỉ là một cái thói quen thì cái phản xạ thôi. Thấy gì anh Tiến chơi hơi bị giỏi ha. Là anh cũng thường xuyên là mua vàng mua bạc hay sao? Không em ở nhà anh trộn kem, em đổ quá chất này với quá chất kia vô đem đổ lộn là hư mặt cho đâu, anh đâu được phép lộn em. Phải đúng nghe chưa. Trời ơi. Dạ vậy thì vấn đề mà anh mang tới chương trình đó là gì ạ? Vấn đề em mang đến với mọi người để mà trao đổi là kiểu như là bên cái mảng mà Kim Hoàng bán binh nữ trang vàng bạc đó, thì em có rất là nhiều bạn bè anh em. Thì cái lúc mà em chuyển đổi qua cái số mà em để em bán live stream, bán hàng, thì mọi người nói bạn bè đừng nghỉ chơi hết. Đúng đúng rồi. Ờ trời. Đúng rồi, anh nói đúng rồi, hợp lý luôn anh. Mà tại sao? Tại vì á, một cái mặt bằng mà chị Như với hai anh nghĩ là phải tốn mấy chục triệu một tháng, rồi nhân viên, điện nước các kiểu luôn. Thì thí dụ một món em nhập về 10.000, em phải bán nó phải cao hơn chị. Ừ. Để mà trang trải được cái món đồ đó là kiểu như nó phải bù cho cái những cái đó. Đúng rồi. Còn khi mà mình đưa những cái sản phẩm này lên thương mại điện tử bán online thì mình sẽ cái giá nó rẻ hơn người ta nhiều. Thì bạn bè mình nói mày bán phá giá. Nghĩ chưa luôn. Mà bạn bè có kiểu mà can thiệp hay là có những cái lời lẽ nào để mà tác động tới mình không? À, thì nói chung là cuộc sống thì bạn bè kiểu như mạnh ai làm nấy sống vậy đó. Nhưng mà thực sự là gắn bó trong cái nghề. Nhưng mà mình nói mấy bạn mình đó, thì bây giờ chuyển đổi qua bên đó làm cái đó đi, mình thấy nó hiệu quả. Mọi người nói tao không phải như mày, tao làm không có được. Nó nói nhưng mà cái vấn đề đó, nói là mình nói với mọi người là có thể thuê người làm mà. Mình có tiền mình bỏ mình thuê người ta làm, mình chuyển đổi. Chứ kiểu như ba anh chị cũng hiểu là một ngày mà một cửa hàng thí dụ vô mà chừng 100 khách đi thì tiếp cũng mệt mỏi lắm á. Còn ví dụ một như cái màn hình online có thể tiếp cận vài ngàn người, vài chục ngàn người trên một cái phiên live có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Thì cái sản phẩm của mình, thí dụ một sản phẩm mình nhập về 10 món đi, mình đợi 10 người vô cửa hàng mình mua, trời ngồi chờ mòn mỏi luôn. Mà mình thì cái 10 món đó lên chừng không tới 50 phút đâu.
mình bán một cái giá hợp lý, nó rẻ hơn chút đỉnh ngoài cửa hàng thôi. Thực sự có nhiều bạn bè mình không hiểu quá chị. Mà anh nghĩ vậy nè, cái việc em làm á, thật ra là nó không có dành quá nhiều cái thị phần của những cái tiệm vàng của bạn bè anh em nhiều đâu, mà em mở được cái thị trường mới. Nghĩa là khi em có một cái tiệm vàng, thí dụ ở quận 5 đi, dạ, thì thật ra những người họ có nhu cầu và họ biết tới tiệm em họ mới ra tiệm. Dạ đúng rồi. Nhưng khi em làm livestream, kể cả những người không có nhu cầu và đang lướt Facebook, đang lướt TikTok, thấy là thèm là mua luôn. Em là chuyên gia nè, em hay coi mấy bạn mà like về đá, dạ, về mấy cái viên đá hồng ngọc đồ này. Có nghĩa là em hay xem lắm, tại vì chỉ có livestream mọi người mới cho coi nhiều đồ mà mình đâu có thời gian ra. Và em cũng có mua online, nhưng mà em mua online ở cái tiệm quen. Ví dụ như những ngày mà vía thần tài đồ này nọ đó, thì mình nhiều khi mình đang quay, mình không có cái mình kêu ship cho chị chỉ hai chỉ kiểu vậy. Thì thành ra người ta cũng sẽ ship. Mà quan trọng là cái mà Duy làm được đó là cái uy tín. Trời ơi, cái trang sức nó, cái uy tín nó quan trọng dữ lắm. Vậy thì cái trường hợp của Duy đó là khi mà mình làm cái nghề này, mình có một cái sự vui sướng, tại vì mình giống như anh Tiến nói là mở rộng được cái thị trường của mình. Yeah. Tuy nhiên mình lại đóng lại những mối quan hệ bạn bè. Thật sự trong lòng của Duy á, Duy có muốn thuyết phục bạn bè là vào cái thị trường mới của Duy đang mở ra hay không? Yeah. Hay là Duy chỉ muốn là mối quan hệ mình đừng có nghỉ chơi với nhau? Em suy nghĩ rất là nhiều. Em mở cái tiếp thị liên kết là affiliate đó, bên ngành nữ trang vàng bạc luôn, em mở 40%. Thì em nói bạn bè em, thí dụ như ai ngại bỏ vốn hay là tất cả mọi người luôn, tất cả mọi người là bên nữ trang vàng bạc, thì cứ liên hệ em để em đưa sản phẩm cho người ta về, cứ like đi, thí dụ không được thì trả lời không mất tiền. Nó là nếu như mà bán tại cửa hàng với bán online thì cái tỷ lệ phần trăm mà lợi nhuận mình thu được á, nó là bao nhiêu? Nó chắc cũng gấp mấy chục lần. Cái gì dữ vậy đó hả? Nhưng biết sao không, đối với kinh doanh mà có một cái cơ sở, có một cái mặt bằng á, nó sẽ có một cái trần thu nhập. Có nghĩa là với cái cơ sở đó, mặt bằng nhiêu đó, diện tích nhiêu đó và bao nhiêu đó nhân công, tối đa chỉ được tính đó thôi. Nhưng đối với thương mại điện tử là nó không có giới hạn luôn. Có nghĩa là mình càng phát triển càng ngày nó sẽ càng lớn, và nó không có bị tốn cái giới hạn của cái phần đó. Cho nên là hầu hết mọi người đổ về thương mại điện tử là vậy. Ủa mà vậy thì hay quá, mà sao mà các bạn bè không làm theo ta? Tại vì người ta ngại đổi mới. Dạ đúng rồi. Người ta ngại rủi ro. Thì truyền thống đó giờ quen rồi. Đúng rồi. Mà cái xu hướng bây giờ anh thấy nha, đa phần khách hàng á là họ thích, trong cái việc kể cả mình mua đồ ăn mình cũng thích coi người ta nấu làm sao. Đúng rồi. Mình mua cái gì mình cũng thích cái quá trình nó tạo ra như thế nào. Dạ. Cho nên anh nghĩ Duy làm được cái đó, có nghĩa là thiệt ra hồi đó giờ mua vàng đi, cứ ra mua thôi đâu có biết sao, nhưng mà ông này mà ông làm những cái clip hướng dẫn là vàng tạo ra thế này nè nọ kia. Mình chơi vàng mà mình có kiến thức, mình nói chuyện, mình khè ba má mình khè vợ chồng mình nữa. Thì tự nhiên mình thấy thích, thì từ cái kênh ban đầu là với mục đích chia sẻ kiến thức, thì người ta coi, người ta thấy ông này có kiến thức, xong bắt đầu có lòng tin. Tin rồi bắt đầu mới chuyển đổi thành cái mua hàng. Thì nó phải tốn một cái quá trình. Kiểu như là một chiếc nhẫn sòn, người ta có thể bỏ vài chục người ta mua, người ta thấy đẹp là được. Nhưng người ta không biết là cái công ngoài chế tác cực khổ lắm. Nhiều khi một clip em làm chừng 3 phút thôi, em làm 3 ngày đó. Ở đó lâu dữ lắm chị, từ một cục vàng vậy mà làm thành một chiếc nhẫn luôn. Cầu kỳ công hay dữ ha, lắm. Hay ha. Không, cái đó hay thiệt. Vậy là Duy đã mang đến một cái gọi là lại thêm một cái cảm hứng về kinh doanh. Nhưng mà một cái điều quan trọng hơn nữa, như tin chắc là cái gì cũng vậy, tất cả mọi thứ mà mình làm á, hay là mình mua hay mình chọn á, nó đều phải có sự chọn lọc. Dạ. Cái sự uy tín nè, sự chất lượng nè, sự kỹ càng, và điều hơn hết đó là sự hiểu biết. Dạ. Giống như Duy bán, Duy có sự hiểu biết về cái sản phẩm của Duy, cái người mua cũng có sự hiểu biết về sản phẩm để mà có thể tìm được, chọn lọc được. Cũng như mình kinh doanh, mình cũng chọn cái đối tác là một cái người rất là uy tín. Dạ. Nên mà sau cái ngày hôm nay là Như mong là tất cả Đằng, cả em, còn anh Tiến thì em không nói rồi, anh Tiến cũng là một cái người thành công về cái thị trường buôn bán, là một cái người tiên phong về những rất là nhiều lĩnh vực. Em thấy anh cũng là một người thành công rất là đáng học hỏi. Là Như mong là cho tất cả mọi người ai cũng sẽ tìm được cho mình một cái thị trường của riêng mình. Một cuộc sống tốt hơn, cái điều đó là cái điều quan trọng. Nếu mà ba anh chị á, mà nếu mà bán được cái ngành của em chắc sẽ thành công hơn em á. Sao vậy? Tại vì em nói một lại với anh chị. Nhưng mà nhìn mặt của anh gian xảo hơn em rồi sao? Cái đó là cái gian mua bán nữa. Đúng rồi. À, vậy thì nhân đây, Duy có lời nhắn gì với những người bạn cùng ngành của mình không? Thì cũng nhân đây, thông qua cái chương trình này thì cũng gửi lại các đồng nghiệp với lại là các bạn bè làm chung trong cái ngành mình á. Thì cái ngành kim hoàn hồi xưa tới bây giờ là nó có một cái là cái nghề rất là đặc biệt nhưng mà ít cái người biết tới á. Thì thường thường á là ai làm gì làm mà quay phim hay là chụp hình cũng khó lắm, tại vì người ta không có muốn xuất hiện ra, tại vì người ta chỉ đứng sau cánh gà thôi chứ giao đồ thôi chứ bây giờ không có cho ai biết là cái sản phẩm đó ai làm hết á.
Thì nói chung là mình làm được những cái sản phẩm tốt. Bên cái ngành kim hoàn ở Việt Nam mình rất là phát triển khủng khiếp lắm. Những cái món đồ quốc tế người ta làm được thì Việt Nam mình làm được hết. Thì mình cũng hãy chuyển đổi qua cái mảng online. Với lại là mình Mở rộng thêm. Với lại là hãy tự tin lên, cầm cái ảnh đó. À tôi nè, xưởng nhà tôi làm cái này này đúng, đúng rồi. Đó, kiểu như là đừng có khép nép e dè gì cả. Nói chung là thực sự mọi thứ là mình làm được. Mình tự tin là mình đang làm những cái điều đó. Thì cũng nhân đây mọi người có gì thì mọi người có cần mình chia sẻ gì thì mọi người có gì mình sẽ hỗ trợ hết. Và cũng như là cần hợp tác gì cứ liên hệ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thời đại công nghệ số mà ai cũng muốn là cái gì nó cũng sẽ nhanh chóng. Đó là cũng là một cách để mà mình phát triển cái thị trường của mình hơn. Mà anh thấy Duy làm vậy là nó đúng và nó kịp thời á. Bởi vì biết sao không? Hiện giờ anh thấy nha, cái thế giới này nó phẳng tới mức là nhiều khi bạn bè của anh mua một cái món nữ trang nước ngoài có thể order trên trang thương mại điện tử nước ngoài nó gửi về đúng hẳn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nếu như mà tại Việt Nam của mình không làm được cái chuyện đó thì mình mất hết toàn bộ GDP của nước ngoài, mình mất hết toàn bộ cái nguồn thu đó của ngành nước ngoài. Mà chính anh bây giờ thì kể cả ở cái ngành mỹ phẩm của Việt Nam đi, thì chính anh cũng phải đang tự mình làm cái chuyện đó để mà thay vì người Việt Nam xài mỹ phẩm nước ngoài thì anh phải cho người Việt Nam xài mỹ phẩm của Việt Nam thì dân mình mới giàu được. Thì anh cảm thấy rất là thích thú và rất là cảm ơn Duy, vì Duy là cái người có thể nói là ở khu vực của Duy đi thì Duy là cái người tiên phong làm điều này. Và cái lời này cũng sẽ là một cái lời cảnh tỉnh, bởi vì đã tới lúc thời đại phẳng rồi thì mình phải làm cho nó phẳng thật sự, chứ không thể nào để mình đổ tiền ra nước ngoài như vậy được. Và những cái lo lắng của Duy cũng giống như là những cái trăn trở của Duy ngày hôm nay. Không biết là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay có làm cho Duy cảm thấy thoải mái hơn không? Dạ em thoải mái chị. Thôi cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em cảm ơn anh Tiến, Đằng và chị Như. Nói chung là đã để cho em kể hết cái nỗi lòng của em ra cho mọi người cùng nghe ở trên đây. Thì cũng mong là sau này kiểu như là cái tất cả mọi người sẽ có một cái hướng đi mới từ cái ngày hôm nay em chia sẻ cái này nè. Đó, thì cái thị trường này có nhiều khi người ta làm được người ta không nói đâu, còn nhiều khi làm được mình nói cho mọi người biết để mọi người cùng tìm hiểu cùng làm. Thì qua chương trình này mình cũng mong là cái ngành kim hoàn nữ trang đá quý bên ở Việt Nam mình và cũng là anh em trong ngành nghề của bên mình sẽ phát triển hơn, ngày càng phát triển hơn ha. Dạ, với lại là cái ngành online mà bên nữ trang vàng bạc nó sẽ không thua kém gì bên thị trường nước ngoài. Wow, cảm ơn Duy. Duy ngày hôm nay, cảm ơn anh Tiến, cảm ơn Đằng. Vì chúng ta đã cùng nhau trong một cái buổi nói chuyện với những chủ đề khác nhau nhưng mang rất là nhiều, nhiều cảm hứng. Thả Như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Chuyện Họ Chuyện Mình. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.